xưa. Người này gặp tôi nơi này, tình ở nơi đâu? Nhìn thấy nhau nhìn ta không còn cảm giác như lúc đầu. Có lẽ đôi ta đã không còn yêu nhau. Ngày tháng qua ta đã sống bên nhau, nhưng nhiều lúc hai trái tim nhìn về hai hướng, rồi hố sâu ngày thêm lớn thành khoảng cách hai chúng mình. Để bây giờ ta biết ta không còn buông nhau. Người đó tôi đầy tình ở nơi đâu, thì thôi phải chăng đang trốn tìm ước gì hai chúng ta chưa gặp bao giờ sẽ tốt hơn. Ân tình ngày hôm qua hãy để gió cuốn trôi theo mây ngàn, mỗi tình hai chúng ta chạm hết từ đây. Ngày tháng qua ta đã sống bên nhau.